Xin chào tất cả những Bionia thì trên cái fanpage trên uh, của Betogo họ có một cái thông tin cũng rất là thú vị nói về việc thay đổi giao diện một bản cập nhật mới của họ trên cái website của họ như sau. Đây là một số hình ảnh về những thay đổi mà họ quảng cáo. Thì họ có dòng trạng thái trên cái fanpage của họ như sau. Tin tức thú vị, những người tiên phong chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng Bitogo vừa có một bản nâng cấp giao diện mới và hoàn toàn mới. Đây là những gì mới, giao diện trực quan. Bây giờ bạn chỉ có một cú lít chuột nữa là kiểm tra ví, đặt cọc, hoặc rút tiền, nhanh chóng và dễ dàng. Điều hướng liền mạch, thay đổi không cần nỗ lực giữa du lịch Bitogo, xã hội Bitogo và cơ chế kiến thức Bitogo với giao diện đẹp mát, thân thiện với người dùng đẹp phòng đơn giản không phá có cái tour du lịch và khách sạn thịnh hành hàng đầu với thẻ mới của chúng tôi được thiết kế để giúp việc đặt chuyến phiêu lưu tiếp theo của bạn trở nên dễ dàng hơn quyền đi cập coi tim tò mò về, về đội đằng sau Bitogo phần đội uh, bi của chúng tôi lồm cho việc đơn giản để dễ tìm hiểu hơn những người sáng lập của chúng tôi bản điều khiển du lịch thân thiện với nhờ cung cấp Nhờ cung cấp du lịch và đây có thể truy cập bản điều khiển của họ một cách dễ dàng, giúp việc quản lý cửa hàng của bạn trở nên mượt mà hơn bao giờ hết. Hãy xem có bản cập nhật mới và đi vào trải nghiệm liền mạch ngay hôm nay. Nếu bạn chưa tìm thấy giao diện mới, hãy đến giờ Bitogo và khám phá tất cả các tính năng mới này. Thì bài viết của Bitogo Cyber B mang đến tin tức thú vị về sự nâng cấp lớn của Bitogo, một dịch vụ hỗ trợ cộng đồng những người tiên phong của Binance Quốc. Thông qua các cấp bản, có cập nhật giao diện và tính năng mới, giờ Bitogo hướng đến việc mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn. Từ việc quản lý ví, đạt cọc, rút tiền đến việc đạt tour du lịch và khách sạn. <laughs> điều này không chỉ giúp đơn giản hóa quy trình mà còn nâng cao tính tiện lợi và khả năng tiếp cận đối với dịch vụ du lịch và xã hội của nền tảng. Tiếp theo là nâng cấp giao diện trực quan và điều hướng liền mạch một trong những điểm nổi bật của bài viết là giao diện trực quan mới của Bitogo. Với sự thay đổi này, người dùng giờ đây có thể dễ dàng kiểm tra ví, thực hiện có giao dịch như đặt cọc hoặc rút tiền chỉ với một cú click chuột. Điều này giúp đơn giản hóa trải nghiệm sử dụng dịch vụ tài chính, đặc biệt là đối với những người mới sử dụng Bitogo hoặc chưa quen với nền tảng giao dịch trực tuyến. Thêm vào đó, bài viết còn nhấn mạnh tính năng điều hướng liền mạch giữa các thành phần của The Bitogo bao gồm du lịch Bitogo, xã hội Bitogo và cơ chế kiến thức Bitogo. Người dùng có thể dễ dàng chuyển đổi giữa có các thành phần khác nhau của hệ sinh thái mà không gặp phải có các rào cản kỹ thuật hay giao diện phức tạp. Tính năng này không chỉ nâng cao trải nghiệm sử dụng mà còn thể hiện cam kết của Bitogo trong việc tối ưu hóa khả năng tiếp cận và sử dụng dịch vụ. Đại phòng du lịch và khách sạn dễ dàng hơn Một trong những cải tiến quan trọng của Bitogo là tính năng đại phòng du lịch và khách sạn được thiết kế để giúp người dùng khám phá các tour du lịch và khách sạn hợp đầu một cách dễ dàng hơn. Sự ra bác của thể đặt phòng mới không chỉ làm cho quy trình đặt chỗ trở nên đơn giản hơn mà còn giúp người dùng nhanh chóng tìm có các lựa chọn phù hợp với nhu cầu của họ. Điều này cho thấy Sevitogo không chỉ là một nền tảng tài chính mà còn là một công cụ hỗ trợ các chuyến phiêu lưu và trải nghiệm du lịch của cộng đồng Bình Quốc. Quyền truy cập đến coi tin và sự minh bạch một tính năng đáng chú ý là bài viết sẽ đề cập là phần truy cập coi tim. Đây là nơi người dùng có thể tìm hiểu về đội ngũ sáng lập của Bitogo. Tính năng này mang lại sự minh bạch và tạo dựng lòng tin cho người dùng khi họ có thể nắm rõ hơn về những người đứng sau nền tảng mà mình đang sử dụng. Điều này là vô cùng quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh Bên Quốc đang dần phát triển và cần sử dụng một cộng đồng tin tưởng và đồng hành cùng với sự phát triển của dự án bản điều khiển du lịch dành cho các nhà cung cấp một điểm nhấn khó trong bài viết mà à, là bản điều khiển mới dành cho các nhà cung cấp dịch vụ du lịch tính năng này giúp họ dễ dàng quản lý các dịch vụ của mình trên nền tảng B2Go, từ đó tạo ra một môi trường làm việc mượt mà và hiệu quả hơn điều này không chỉ mang lại lợi ích cho nhà cung cấp mà còn giúp người dùng cuối có thể tiếp cận nhiều dịch vụ du lịch chất lượng hơn khả năng quản lý này được thực hiện thông qua một giao diện thân thiện với người dùng giúp con nhờ cung cấp tập trung vào việc cải thiện chất lượng dịch vụ của mình mà không phải lo lắng việc có vấn đề kỹ thuật. Ý nghĩa của sự nâng cấp này đối với cộng đồng Bình Sự ra mắt của giao diện và tính năng mới của Bitogo có ý nghĩa quan trọng đối với cộng đồng Bình Điều này không chỉ cải thiện trải nghiệm người dùng mà còn cho thấy sự công kết của Bình và The Bitogo trong việc phát triển hệ sinh thái phi tập trung của họ. Cộng đồng Bình Quốc đo ngày còn phát triển và việc nâng cấp các dịch vụ như Zabitogo là một bước tiến quan trọng trong việc tạo ra một hệ sinh thái toàn diện, nơi người dùng có thể truy cập và sử dụng các dịch vụ một cách dễ dàng và thuận tiện. Nhìn trong bài viết, Bitogo Cyber Bay đã truyền tả một thông điệp tích cực về sự phát triển và cải tiến của Zabitogo, mong đánh cho con người người dùng những trải nghiệm tiện, tiện lợi và dễ dàng hơn từ việc nâng cấp giao diện đến tối ưu hóa quy trình điều hướng và quản lý tất cả điều hướng đến mục tiêu phục vụ tốt hơn cho cộng đồng những người tiên phong của bên nước quốc đó là một bài phân tích rất là thú vị về những nâng cấp của Bitogo thì tóm lại nâng cấp Bitogo gồm có nâng cấp giao diện trực quan thì một trong những điểm nổi bật của viết là giao diện trực quan mới của Bitogo với sự thay đổi này người dùng bây giờ đây có thể dễ dàng kiểm tra ví thực hiện các giao dịch như đặt cọc và rút tiền chỉ với một cú click chuột điều này giúp đơn giản hóa trải nghiệm sử dụng dịch vụ tài chính đặc biệt là với những người mới sử dụng bên nước quốc hoặc chưa quen với nền tảng giao dịch trực tuyến mình thấy là website Bitogo thì có việc truy cập nó đôi khi có những thời điểm truy cập không vào không vào được nghĩa là số lượng người truy cập vào dịch vụ này rất là lớn để chúng ta chỉ truy cập vào những giờ thấp điểm thôi để chúng ta có thể truy cập vào cái Bitugo Server này. Tiếp theo đó là đẹp phòng du lịch và khách sạn dễ dàng hơn. Một trong những cái tính quan trọng của Bitogo là tính năng đẹp phòng du lịch và khách sạn được thiết kế để giúp người dùng khám phá các tour du lịch và khách sạn hàng đầu một cách dễ dàng hơn. Screenshot của thẻ đặt phòng mới không chỉ làm cho quy trình đặt chỗ trở nên đơn giản hơn mà còn giúp người dùng nhanh chóng tìm các lựa chọn phù hợp với nhu cầu của họ. Điều này cho thấy Vitugo không chỉ là một nền tảng tài chính mà còn là một công cụ hỗ trợ có chiến phiêu lưu và trở nghiệm du lịch của cộng đồng Nguyễn nước. Quốc. Quyền truy cập đến coi tim và sự minh bạch, một tính em đáng chú ý khác mà bài viết đề cập là phần đi cập coi tim đây, là nơi mà người dùng có thể tìm hiểu về đội ngũ sáng lập của Bitogo tính năng này mang lại sự minh bạch và tạo dựng lòng tin của người dùng khi họ có thể nắm rõ hơn về những người đứng sau nền tảng mà mình đang sử dụng điều này là vô cùng quan trọng và đặc biệt trong bối cảnh bên nước quốc đang dần phát triển và cần sử dụng một cộng đồng tin tưởng và đồng hành cùng với sự phát triển của dự án tiếp theo là bản điều khiển du lịch dành cho các nhà cung cấp một điểm nhấn mạnh trong bài viết là bản điều khiển mới dành cho các nhà cung cấp dịch vụ. Tính năng này giúp họ dễ dàng quản lý các dịch vụ mình trên nền tảng Bitugo, từ đó tạo ra một môi trường làm việc mượt mà và hiệu quả hơn. Và ý nghĩa của việc nâng cấp này đối với cộng đồng Bitogo, vì sự ra mắt của giao diện và tính năng mới của Bitugo có ý nghĩa quan trọng đối với cộng đồng quốc. Điều này không chỉ cơ thiện trải nghiệm người dùng mà còn cho thấy sự công kết của Bitogo và Zbitogo trong sự phát triển hệ sinh thái phi tập trung của họ. Cộng đồng Mỹ Đông Quốc đo ngày còn phát triển và nâng, việc nâng cấp các dịch vụ như The B2Go là một việc quan trọng trong việc tạo ra một hệ sinh thái toàn diện hơn, nơi người dùng có thể truy cập và sử dụng các dịch vụ một cách dễ dàng và thuận tiện. Nhưng đây là một bài viết thú vị về cái bản cập nhật mới của Bitogo. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Rất mong mọi người hãy cho thành những lượt like, những lượt đăng ký kênh, đặc biệt là những lượt comment để chúng ta góp ý cho video một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo và chúc mọi người có một giấc ngủ ngon bye